nóng Công Phượng bị treo giò ở bán kết cúp quốc, quốc gia gặp Hà Nội. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bị treo giò không thể ra so tài cùng Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC ở bán kết cúp quốc, quốc gia diễn ra ngày 16 tháng 9 tới. Theo thông báo hôm nay từ VPF, Công Phượng bị lãnh đủ hai thẻ vàng nên phải nghỉ trận bán kết gặp Hà Nội. Đây là tin rất không vui với người hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lẫn fan của Công Phượng. Ngôi sao này vắng mặt cũng khiến trận bán kết bớt đi phần nào sức hút. Ở trận bán kết gặp Bà Rịa Vũng Tàu, Công Phượng bị lãnh thẻ vàng khá vô duyên ở tình huống đã phản góc. Ở trận trước đó, anh đã bị một thẻ vàng nên theo quy định đủ hai thẻ vàng bị treo giò một trận. Việc Công Phượng phải ngồi ngoài ngay đúng trận đầu hết sức quan trọng, khiến uy lực tấn công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh suy giảm đáng kể. Khó khăn càng trồng chất cho thầy trò huấn luyện viên Trung Hoa Sông khi tiền vệ Huy Toàn cũng bị chấn thương ở trận trước, gần như không thể ra sân ở bán kết gặp Hà Nội. Với thiếu vắng hai chủ lực trên hàng công, đặc biệt là Công Vương, huấn luyện viên Chung hae Seong phải tính toán kỹ nhân sự cho trận bán kết với Hà Nội. Nhiều khả năng, tiền vệ Hàn Quốc Cha Jong Dak phải nhường suất cho bộ đôi tấn công triệu đô tuyển Costa Rica, đó là Ariel Rodriguez và Jose Otis. Về phía Hà Nội FC, ngoại binh Mario cũng bị treo giò vì tấm thẻ đỏ ở vòng 18. Văn Toàn Đệ Nhị Lê Minh Bình tiết lộ điều bất ngờ về Thầy Park. Sau đợt tập trung cùng U22 Việt Nam, tiền đạo Lê Minh Bình đã có những chia sẻ về huấn luyện viên Park Hang Seo và các đồng đội. Tiền đạo sinh năm 1999 cho biết, đợt tập trung đội tuyển U22 mang lại rất là nhiều điều hữu ích cho em. Thứ nhất là em được làm quen với môi trường thi đấu ở trên đội tuyển, làm quen với thể Park cũng như là các bạn có chuyên môn rất tốt ở đồng trang lứa. Khi được hỏi huấn luyện viên Park Hang Seo, Lê Minh Bình tiết lộ, Huấn luyện viên Park Hang-seo là một người ở ngoài rất là vui tính, nhưng mà khi làm việc thì rất là nghiêm khắc. Lê Minh Bình, Bình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong độ tuổi của mình. Chính vì vậy, cũng sẽ hiểu khi huấn luyện viên Park Hang-seo luôn dành một suất cho tiền đạo sinh năm 1999 trong đội tuyển u Việt Nam. Anh là niềm kỳ vọng lớn trên hàng công của u Việt Nam trong mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở SEA Games được tổ chức trên sân nhà. Cách đây không lâu, Minh Bình nằm trong danh sách 48 cầu thủ tập trung đội tuyển u Việt Nam. Cầu thủ 21 tuổi là một trong số những người nhận được nhiều sự chú ý nhất. Minh Bình được đánh giá cao khi sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, cực kỳ tốc độ và nhanh nhạy trong các cơ hội ghi bàn. Ở đợt tập trung u Việt Nam, Minh Bình cũng đã thể hiện phong độ cao và có hai pha lập công trong các trận đấu tập nội bộ. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Lê Minh Bình đang gặp phải đó là những chấn thương vật. Với lối chơi dựa nhiều vào tốc độ kỹ thuật, sử dụng những pha đảo chân để qua người, cổ chân cũng như đầu gối của Minh Bình luôn phải chịu áp lực lớn, dẫn đến dễ xảy ra các chấn thương. Mới nhất, khi đang thể hiện tốt trong màu áo của UAE Việt Nam, thì anh cũng gặp chấn thương cổ chân và bỏ lỡ giai đoạn cuối của đợt tập trung. Trước đó, khi khoác áo các đội trẻ của tuyển Việt Nam, chấn thương liên miên là điều đã cản trở tiền đạo sinh năm 1999 có thể tỏa sáng. Hiện tại, Lê Minh Bình vẫn đang nghỉ ngơi vì chấn thương từ đợt tập trung của u Việt Nam. Anh đang là chân sút bèn nhất của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu ở một giải 2020 với 5 bàn thắng sau 9 vòng đấu ở giải hạng nhất quốc gia. Tiền đạo sinh năm 1999 cũng là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng của huấn luyện viên Trần Minh Chiến tạo ra nhiều bất ngờ và đứng đầu trên bảng xếp hạng với 18 điểm. Lê Minh Bình được nhiều người kỳ vọng sẽ lĩnh sướng hàng công của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu vô địch giải hạng nhất và được lên trời ở V-League trong mùa giải 2021. Minh Bình chia sẻ: Phong độ của em thì cũng đang ổn định nhưng rất tiếc là em đang gặp phải chấn thương khi vừa rồi tập trung đội tuyển. Mục tiêu cá nhân bây giờ của em chỉ là cố gắng tập hồi phục chấn thương để trở lại sân thi đấu sớm nhất, phục vụ hết mình cho câu lạc bộ. Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 1999 còn cho biết. Việc câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đặt ra mục tiêu được thẳng hạng chính là động lực lớn giúp anh và các đồng đội có thể thi đấu tốt hơn. Lê Minh Bình là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai và đang khoác áo câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu theo dạng cho mượn. Anh bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi giành danh hiệu vua phá lưới U19 quốc tế 2018. Tiền đạo người Bình Phước còn được xem là truyền nhân của đàn anh Nguyễn Văn Toàn khi có lối chơi khá tương đồng. Cả hai tiền đạo này đều giàu tốc độ, nhanh nhẹn, khéo léo trong các pha xử lý. Mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng Lê Minh Bình không thể chân chân vào đội hình chính của Hoàng Anh Gia Lai trong mùa giải 2020. Chính vì vậy, anh đã được đưa đến thi đấu cho câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu theo dạng trò mượn trong một mùa giải để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, với màn trình diễn trói sáng của Minh Bình ở giải hạng nhất, rất có thể đội chủ quản Hoàng Anh Gia Lai sẽ mang tiền đạo này về để tăng cường sức mạnh cho Hàng Công trong một giải 2021. Huấn luyện viên Charles muốn tập trung giải hạn U19 Việt Nam vào cuối năm. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Charles đề xuất tập trung giải hạn đội tuyển U19 Việt Nam vào cuối năm nay. Sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á AFC có thông báo lùi vòng chung kết giải U19 châu Á từ giữa tháng 10 tới sang năm 2011, và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng thông báo chính thức về thời gian cụ thể các giải đấu bóng đá ngoài chuyên nghiệp tái khởi động từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12, huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam Chelsea cho biết. Một lần nữa, kế hoạch của chúng tôi lại phải thay đổi. Dự kiến cuối tháng 9 tập trung là không thể vì U19 AFC đã lùi lại. Nhưng chúng tôi cũng phải bám vào lịch thi đấu của các giải trong nước để tính toán thời điểm tập trung. Do có rất nhiều cầu thủ U19 tham gia các giải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và kể cả U21 nên để tránh xung đột quyền lợi với các câu lạc bộ, chúng tôi chỉ có thể tập trung đội tuyển U19 Việt Nam sau khi các giải này kết thúc. Hơn thế, điều này cũng phù hợp vì vòng chung kết giải U19 châu Á chắc chắn phải diễn ra ngay những tháng đầu năm vì phải xác định cho được các đại diện ưu tú của bóng đá châu Á tham dự vòng chung kết FIFA World Cup U20 tại Indonesia từ ngày 20 tháng 5 đến 12 tháng 6 năm 2021. Căn cứ vào lịch của VFF thì giải đấu cuối cùng trong năm 2020 là vòng chung kết U21 sẽ kết thúc vào khoảng giữa tháng 12 nên rất có thể đội U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào thời điểm đó. Ông Chazier cũng cho biết sẽ làm việc với Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và phòng các đội tuyển đề nghị U19 Việt Nam tập trung vào cuối năm sẽ tập trung dài hạn cho đến khi tham gia vòng chung kết U19 châu Á vào đầu năm 2021. Trong thời gian này, ông cũng mong muốn U19 Việt Nam sẽ được cọ sát ở một giải quốc tế diễn ra ở Việt Nam và nếu được, nối lại kế hoạch đi tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U19 châu Á tại Uzbekistan. Qua trao đổi, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF kiêm trưởng ban thi đấu AFC Trần Quốc Tuấn cho biết Hiện tại, thường trực AFC vẫn chưa quyết định vòng chung kết U19 châu Á sau khi hoãn không tranh tài năm 2020 sẽ thi đấu vào thời gian nào của năm 2021. Nhưng căn cứ vào lịch đã ấn định của FIFA U20 World Cup tại Indonesia vào khoảng tháng 5 năm 2021, nên vòng chung kết U19 châu Á bắt buộc phải diễn ra vào thời điểm trong 3 tháng đầu năm. VFF sẽ sớm cùng huấn luyện viên Chelsea tính toán lộ trình cho phù hợp, kể cả việc tập trung sao cho có hiệu quả nhất. Theo kế hoạch trước đây do VFF đưa ra, nếu giải U21 quốc tế được phép diễn ra vào cuối tháng 12 sau vòng chung kết giải U21 quốc gia, thì sẽ có đội tuyển U21 Việt Nam, thực chất là U22 Việt Nam do huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân tham gia. Khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam tập trung có thể sẽ có hai phương án, hoặc tổ chức một giải U19 quốc tế riêng biệt để thay cho ông Cho Dìa cọ sát hoặc có thể U19 Việt Nam sẽ được tạo cơ hội tranh tài với các đối tượng mạnh hơn tại giải U21 quốc tế. U22 Việt Nam không đá vòng bảng SEA Games 31 ở Hà Nội. Việc sân hàng đẩy không đảm bảo cơ sở vật chất khiến U22 Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể đá vòng bảng SEA Games 31 ở Hà Nội. Đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 xác định môn bóng đá nam sẽ được tổ chức ở 3 sân vận động là Mỹ Đình, Hàng Đẩy và Thiên Trường. Trong đó, sân vận động quốc gia chỉ diễn ra các trận đấu thuộc vòng bán kết và chung kết. Sân hàng đẩy tổ chức các trận đấu ở bảng có sự góp mặt của UAI Việt Nam, sân thiên trường tổ chức bảng còn lại. Tuy nhiên, trong cuộc họp giữa Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Tổng cục Thể dục Thể thao, đại diện thủ đô khẳng định không thể tổ chức môn bóng đá nam tại sân hàng đẩy. Nguyên nhân được đưa ra là bởi việc sửa chữa, cải tạo sân nhà Hà Nội FC không kịp cho SEA Games 31. Sân vận động Hoàng Đẫy đã thuộc quyền vận hành, quản lý và sử dụng của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Theo đánh giá, hiện trạng của sân không đủ yêu cầu đáp ứng việc tổ chức các trận đấu tại SEA Games 31 nên phải đưa vào cải tạo. Tuy nhiên, không thể đưa sân vận động Hoàng Đẫy vào phục vụ trước thời điểm diễn ra đại hội là 21 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 năm 2021. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã báo cáo để Tổng cục Thể dục Thể thao tìm phương án thay thế sân vận động Hoàng Đẫy trong việc tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31. Nhiều khả năng, người hâm mộ sẽ không thể xem đội tuyển U2 Việt Nam thi đấu vòng bảng SEA Games tại Hà Nội. Rất có thể, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ phải đưa sân lạch chày của Hải Phòng vào diện phương án dự bị và có sự điều chỉnh về việc tổ chức môn bóng đá nữ tại sân vận động Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh. Không ngoài khả năng, các trận đấu của UAI Việt Nam có thể được tổ chức tại sân vận động Thiên Trường Nam Định. SEA Games 2021 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội và 10 tỉnh thành, bao gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.